Giới thiệu các bạn, đây là hạt giống ngô nếp lai F1 tím hoa 35, công ty Hà Mùi Thanh Đỏ. Đặt tên giống, năng suất cao, trái to từ 400 đến 450 gram một trái, độ đồng đều cao, tỷ lệ trái đầu một đạt trên 85%, chất lượng ăn rất ngon, mềm, dẻo, bảo quản được lâu, thời gian thu hoạch từ 62 đến 65 ngày sau khi gieo. Về khâu cắt trồng, cây 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 từ 25 đến 30 cm, hàng cách hàng từ 70 đến 75 cm, lượng giống trung bình từ 10 đến 12 kg trong 1 hecta. Gói này là gói 500 g, độ ẩm mầm trên 85%. Đây là mặt trước bao bì, mặt sau bao bì có ghi thông tin về xuất xứ, nhà hàng sử dụng, phần đặt giống từ lô hàng xuất nhập khẩu từ Thái Bình.